tôi là đầu của Vĩnh, sông Mười Diễn Thành. Thì năm nay thì cũng nhờ trời, tức là cho dân nông dân được một cái vụ mùa bội thu. Thì như riêng như gia đình tôi thì nói chung năm nay nữa thì cũng kiếm được non thì cũng được trên dưới 100. Đấy, thì còn riêng như các cái xã biên khác, nói chung thì họ đông nhân khẩu hơn thì có thể trên từ 120 cho đến 160 là đối với các cái hộ khác. Báo cáo vậy. Làm quả dưa thì vất vả thật, thì đứng giữa nắng giữa nồi thì mưa gió chỉ là vất vả lắm, nhưng mà đến cái giờ phút này là coi như là cái giá cả cũng được so với mọi năm là rất phấn khởi, người nông dân cũng phấn khởi, rồi là ai cũng mừng thế.